Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo. Và video bài học này là vẫn là cái video tiếp nối của cái chương trình cái bài học đang hướng dẫn về thao tác đặt quảng cáo ở trên Facebook Fanpage với ứng dụng Page App Manager. Và cái video này thì tôi xin phép được ngồi, tôi thay đổi một chút, không phải là tôi lười, các anh chị hết sức thông cảm, cho phép tôi ngồi nhé. Ý định của tôi ngồi là để làm gì? Để cho cái máy quay này nó sát nhất vào cái màn hình này, để cho các anh chị nhìn thấy cái chiếc iPhone này nó rõ nhất, đúng không? Chiếc iPhone phiên bản 11 đây là lớn nhất luôn, màn hình to như thế này. Ok, thì mục tiêu là tôi là như vậy, thì rất mong là các anh chị thông cảm được rồi nhá. Thế thì bây giờ quay lại với cái video bài học trước, thì tôi đang hướng dẫn các anh chị chạy quảng cáo ở trên Fanpage và trên ứng dụng là Page Manager. Thì bây giờ chúng ta chọn đến một bài viết và chúng ta bấm vào nút quảng cáo bài viết, đúng không? Hay còn gọi là cái nút tiếng Anh gọi là cái nút gọi là boost spot. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy, tôi sẽ giới thiệu lại một chút, đúng không? Đầu tiên là goal, tức là cái mục tiêu của chúng ta là gì? Thì nó cho phép chúng ta hai mục tiêu trong bài post này. Đấy là get more messages, tức là chúng ta nhận được thêm nhiều tin nhắn, hoặc là get more engagement, tức là chúng ta nhận được thêm nhiều tương tác. Nếu mà các bạn sử dụng tiếng Việt thì nó sẽ giống hệt như tôi vừa nói. Đó, thì chúng ta có thể đổi đổi nút bằng cách là bấm vào cái phần trên button. Trên button này thì cho phép chúng ta có rất nhiều button như là no button này, book now, learn more, shop now, sign up, send message và get direction, hoặc là send WhatsApp message. Thì chúng ta chọn bất kỳ, đúng không? Ở đây nếu mà chúng ta muốn chạy để mà thu được nhiều tin nhắn cho Fanpage thì chúng ta chọn send message. Đó, sau khi chúng ta chọn xong thì chúng ta chuyển sang phần audience. Thì trong phần audience video trước tôi đã giới thiệu khá là kỹ rồi. Chúng ta chọn people who like your page and their friends, look alike thì ta sẽ học sau, và chúng ta là people you choose to the targeting, tức là chúng ta nhắm chọn. Và tôi đang hướng dẫn cho các bạn là chọn vùng miền, chọn theo cái bán kính, và đặc biệt là chúng ta sẽ nhắm chọn rất chuyên sâu về cái góc độ là characteristic, tức là các cái đặc tính của khách hàng. Thì trong phần characteristic này thì chúng ta có thể là lựa chọn bằng cách là bấm vào cái phần browse, tức là chúng ta xem có rất nhiều các tiêu chí, đúng không ạ? Và ở đây thì có demographics, interest hay là behaviors. Đó, thì chúng ta đang hướng dẫn đến rất là nhiều các cái sở thích ở đây rồi. Tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần này rồi, chẳng qua là tôi review lại trong cái bài học này cho nó dễ. Tiếp tục như vậy, chúng ta sang cái phần demographic, bao gồm là education, tức là các cái trình độ về bằng cấp, đúng không ạ? Tôi cũng đã nói trong cái video phần trước, nó vẫn thuộc cái bài học này nhưng mà nó thuộc cái video bài học trước. Ok, tiếp tục đấy là phần financial, tức là ở Mỹ chúng ta có thể thống kê được xem là cái gia đình nào là có cái thu nhập tốt, đúng không ạ? Chiếm bao nhiêu phần trăm. Tuy nhiên cái này chỉ dành cho thị trường Mỹ, tức là nếu như các bạn chạy sang quảng cáo sang Mỹ thì các bạn có thể áp dụng được. Thế còn cái phần live events thì tôi nhớ rằng là cả cái video hôm qua tôi làm là đến phần này là các cái sự kiện trong đời, đúng không ạ? Nó có rất là nhiều các sự kiện, đúng không? Ví dụ như là anniversary, tức là những cái phần liên quan đến lễ kỷ niệm. Lễ kỷ niệm diễn ra trong vòng 30 ngày, diễn ra trong vòng 30 đến 60 ngày, đúng không ạ? Away from family, tức là xa gia đình. Đấy, hay là away from hometown, tức là xa quê hương. Đặc biệt là vấn đề về birthday, đúng không ạ? Birthday tức là ngày sinh. Thí dụ như là các bạn có thấy là birthday month, các bạn có thể chọn được những cái tháng. Tại thời điểm này là tháng 9 năm 2019. Nếu các bạn muốn chạy quảng cáo đến người sinh nhật tháng 9 thì các bạn có thể chọn September chẳng hạn, đúng không ạ? Và sau đó thì tháng 10 các bạn có thể chọn October. Thế thì ví dụ như các bạn làm bánh sinh nhật, hoặc là các bạn làm các nhà hàng, các bạn làm các hàng quán, hoặc là các bạn chạy quảng cáo đến những cái sản phẩm cá nhân, thí dụ như thời trang, thí dụ như mỹ phẩm, thì các bạn có thể nhắm chọn đến những người mà có sinh nhật trong tháng. Thế khi mà các bạn nhắm chọn đến những người có sinh nhật trong tháng như thế này có nghĩa là sao? Có nghĩa là chỉ những người có sinh nhật trong cái tháng đó mới nhìn thấy quảng cáo, còn những người khác thì không. Vậy thì bạn hãy kết hợp với một chương trình khuyến mại shop đặc biệt để mà dành cho những người mà có sinh nhật trong cái tháng này. Đó, và sang tháng sau thì bạn vẫn chạy bài đấy nhưng bạn đổi target sang tháng 10, tháng sau nữa, tháng 11, tháng 12, tương tự như vậy. Đó,
hoặc là các bạn có thể chọn là upcoming birthday, tức là cái sinh nhật sắp đến. Thì Facebook nó cho phép chúng ta nhắm chọn đến những người mà có sinh nhật sắp diễn ra trong 7 ngày. Tôi nhắc lại là có sinh nhật diễn ra trong 7 ngày. Thí dụ ngày hôm nay tôi đang ghi hình là ngày 11 tháng 9. Thì nếu bạn chạy thì bạn sẽ thấy là bạn có thể nhắm chọn được quảng cáo cho ngày 12 đến ngày 7 ngày tiếp theo là ngày 19. Và sau một ngày nữa thì nó sẽ là ngày 13 đến ngày 20. Sau một ngày nữa nó sẽ là ngày 14 đến ngày 21. Nó cứ chuyển dịch như vậy, cứ 7 ngày. Và những người có sinh nhật, thí dụ tôi sẽ chạy từ ngày mai, từ là ngày 12 thì sẽ đến ngày 19. Những ai có sinh nhật trong vòng từ ngày 12 đến ngày 19 của tháng 9 thì sẽ có thể có cơ hội nhìn thấy quảng cáo. Đó, rất là tốt đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự kiện mà các bạn có thể bán được hàng. Nhưng các bạn quan trọng nhất là các bạn phải có tư duy về marketing. Các bạn phải ra chương trình dành riêng cho họ, đúng không? Rồi, friends up, tức là những người bạn của... Đấy, thế thì ví dụ như ở đây này, các bạn có thấy là close friends of men, tức là những người mà có sinh nhật trong từ 7 đến từ 0 đến 7 ngày, như là đàn ông, close friend of men đúng không ạ? Cũng tương tự như thế. Rồi thì close friends of women là những người mà có bạn thân là nữ, vân vân. Rồi thì những cái sự kiện khác thì các bạn có thể xem ở đây với phiên bản tiếng Việt ở trên máy tính hoặc trên điện thoại của các bạn nha. Long distance relationship, tức là cái gì ạ? Cái mối quan hệ xa cách đúng không? New job là những cái mối công việc mới. Và new job chứ không phải là New York đúng không ạ? Vâng, new relationship tức là chúng ta có mối quan hệ mới. Thí dụ như là hai người mà mới yêu nhau, họ bắt đăng cái relationship như vậy, thì Facebook cũng đem ra để làm quảng cáo đấy các bạn ạ. Tuy nhiên là cái ý nghĩa về mặt marketing của cái tiêu chí này thì tôi thấy nó cũng khá là yếu. Đặc biệt là liên quan đến cái việc là kết hôn và đính hôn, thì đây là một cái tính năng mà tôi nghĩ sẽ rất là hay. Thí dụ như các bạn có thể nhìn ở đây là new engaged, tức là đính hôn 1 năm, đính hôn 3 tháng, đính hôn 6 tháng, mới cưới 1 năm, mới cưới 3 tháng và mới cưới 6 tháng, kiểu như vậy. Thì cái này cũng là một cái ý nghĩa marketing rất là tốt mà các bạn có thể để ý. Thí dụ như là mới cưới khoảng 3 tháng thì các bạn có thể bán những cái sản phẩm dịch vụ như là chăm sóc thai nhi, hoặc là bán đồ cho mẹ bé, rồi thì đồ chăm sóc hay là các dịch vụ mà liên quan đến sức khỏe bào bầu, đấy là tôi nghĩ là như vậy, hoặc là những cái sản phẩm dành cho gia đình trẻ, ví dụ như là đồ nồi niêu xoong chảo, đồ bếp đúng không, rồi thì phòng ngủ, kiểu gì người ta cũng sẽ mua sắm chăn màn, ví dụ như vậy. Ok, đấy là cái phần liên quan đến live events. Parents là một cái tính năng cũng rất là hay, hay còn gọi là cha mẹ ở trong tiếng Việt của các bạn ấy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ có cái phần rất cả các tiêu chí ở đây. Ví dụ như là new parents, tức là từ 0 đến 12 tháng. Các bạn chọn đến đối tượng này thì các bạn bán đồ rất là dễ. Ví dụ như là bình sữa hay là sữa hay là bỉm. Đấy, tôi nói ví dụ như vậy. Rồi thì các cái bố mẹ có con từ 0 đến 1 tuổi. Từ 1 đến 2 tuổi, rồi từ 6 đến 8 tuổi, rồi từ 3 đến 5 tuổi. Đây nó chia ra thành các cái nhóm như thế này, thì mình có thể chọn nếu mà khách hàng của mình nằm trong cái tập này các bạn nhé. Đấy là về parents. Ok, tiếp tục. Vâng, về relationship, tức là cái về phần mối quan hệ. Đấy, mối quan hệ thì chúng ta quan tâm nhất đến là độc thân, hay là đã kết hôn, hay là đã ly hôn. Thì cái tính năng cũng như là cái tiêu chí về độc thân hay là về đã kết hôn nó rất là quan trọng, nó thay đổi cái hành vi mua của khách hàng rất nhiều. Bởi vì là ví dụ như là các khách hàng mà đã kết hôn thì họ sẽ có xu hướng tiêu dùng mua những cái sản phẩm cho con cái, cho gia đình, mua sắm vật dụng gia đình. Thế còn ví dụ như một người nam hoặc là một người nữ chưa kết hôn thì cái chi tiêu của họ cho cá nhân thì có xu hướng nhiều hơn. Thì đấy là tôi nói về ý nghĩa của cái việc mà chúng ta liên quan đến cái gọi là relationship status, tức là cái tình trạng hôn nhân của người ta đó. Hoặc là một cái ví dụ rất là rõ ràng như là chúng ta chạy quảng cáo cho ảnh viện áo cưới, các cái dịch vụ như vậy, thì tôi nghĩ rằng là cũng rất là quan trọng liên quan đến việc là kết hôn hay là không kết hôn. Tiếp tục ạ, các bạn nhìn thấy còn rất nhiều các cái tiêu chí nữa. Vâng, còn rất nhiều các tiêu chí nữa ở đây. Chúng ta cũng sẽ phải nhắm chọn, đúng không? Thì ở đây sẽ có rất là nhiều các cái hành vi.
liên quan đến các cái sự kiện đúng không ạ? Rồi rồi thì phân loại khách hàng ở các cái địa phương khác nhau. Đó. Rồi thì các cái hành vi về mặt kỹ thuật số, tiếng Anh gọi là digital activity. Đó thì cái hành vi này rất là hay, là một trong những cái mà các bạn cần quan tâm để nhắm chọn. Thứ nhất là về liên quan đến hệ điều hành, operating system use, tức là cái hệ điều hành mà họ đã sử dụng. Nếu mà các bạn muốn chạy quảng cáo tới những người mà họ xem quảng cáo trên máy tính thì chúng ta có thể chọn được. Ở đây có thể các bạn nhìn thấy có rất nhiều các hệ điều hành, như là hệ điều hành Windows 10 hay là hệ điều hành Windows 7, Windows 6, Windows 8, 9. Tất nhiên nói vui không có Windows 6, nó xin là XP đúng không? Thì cái này nó thể hiện được cái thu nhập và cái thiết bị của người ta đang sử dụng khá là nhiều đấy. Rồi thì canvas gaming, tức là người ta có chơi canvas hay không đúng không ạ, hay là console gaming, tức là người ta có, đây là những người mà có chơi cái điện tử nút bấm hay không đấy. Thì bây giờ ở Việt Nam thì chúng ta thấy là các cái cửa hàng điện tử nút bấm thì nó cũng ít hơn ngày xưa. Bây giờ người ta sử dụng điện tử chơi bằng bàn phím, nhưng mà cái phần mà điện tử chơi bằng cái nút bấm ấy thì giống như là FIFA hay là PlayStation, đấy là những cái game rất là hay. Thí dụ như các bạn bán các cái sản phẩm như là PlayStation này, hoặc là Wii này, hoặc là Xbox của Microsoft, thì rõ ràng là các bạn sẽ cần quan tâm đến cái hành vi gọi là console gamers này rất là tốt. Đấy, cái hành vi là sử dụng cái phần mà liên quan đến những người dùng là thanh toán, gọi là Facebook Payment User. Thì những người này là những người nào? Thì chủ yếu đấy là những người đang chạy quảng cáo thì mới sử dụng đến hình thức này. Thế khi mà các bạn đang nhắm đến cái đối tượng là những người mà thanh toán thì đấy chính là những người mà liên quan đến việc là họ chạy quảng cáo là nhiều. Thì cũng tốt đúng không ạ? Chúng ta suy nghĩ về những sản phẩm. Ví dụ như là tôi bán khóa học Facebook Marketing hay bán khóa học bán hàng thì có lẽ tôi cũng nên chạy đến những người mà có sử dụng Facebook Payment User đúng không? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ sang đến cái phần là Facebook Access Older Device NOS đây. Đúng không ạ? Chúng ta có thể bấm vào đây. Chúng ta xem những cái thiết bị đời thấp hơn. Đấy, hoặc là chúng ta có thể chọn là Facebook Page Admin, tức là những người có quản trị fanpage. Và thậm chí chúng ta thấy rằng là chọn được rất nhiều, như là quản trị tất nói chung, quản trị cái page về kinh doanh, quản trị cái page về cộng đồng, quản trị cái page về nhà hàng, thực phẩm, đồ ăn thức uống, hay là quản trị cái page về làm đẹp, sức khỏe, hay là quản trị những page về bán lẻ, quản trị những page về thể thao, về du lịch, vân vân. Thế ví dụ như bây giờ tôi bán cái một cái chương trình, tôi nói thí dụ thôi, tôi bán một cái chương trình là một cái khóa học về tìm kiếm khách hàng dành cho cái đối tượng là các cái công ty tour du lịch. Thế thì có lẽ tôi nên chọn tới cái đối tượng chính là gì ạ? Travel Tourism Page Admins, tức là những cái người quản trị cái fanpage liên quan đến du lịch. Đó, ok. Thì mọi người đã hiểu cái này chưa? Thế ai là những người quản trị? Ví dụ như tôi, đúng không? Tôi quản trị page. Các bạn nhìn thấy rồi. Các bạn cũng là những người quản trị page. Thế khi đó thì chọn đến những người này, tức là chọn đến các bạn. Đó, thì cái số lượng người quản trị page nó cũng không phải là lớn. So với khoảng độ gần 70 triệu người dùng Facebook ở Việt Nam thì cái số lượng page nó có khi chỉ khoảng 500 ngàn thôi. Thì chúng ta đang nhắm chọn đến những người mà làm business hoặc là người làm online. Quay lại với cái ví dụ của tôi bán cái khóa học này, hoặc là tôi có những cái chương trình tư vấn 1-1, đào tạo 1-1, chương trình tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp, hoặc là chương trình đào tạo theo lớp, vân vân, thì tôi nên chọn đến cái đối tượng là Facebook Page Admin này, bởi vì nó rất là chính xác, đúng không? Rồi, tiếp tục. Chúng ta có thể sử dụng cái phần là dạng Facebook Page Admin Behavior. Chúng ta vừa thấy xong, đúng không ạ? Tiếp tục quay lại với cái phần Internet Browse Use, tức là chúng ta thấy rằng là đây là cái việc mà một cái Facebook user nào đó, một cái người dùng Facebook nào đó, họ truy cập Facebook bằng máy tính hoặc bằng điện thoại và họ duyệt bằng trình duyệt nào. Đấy, thế thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy trên thị trường có rất là nhiều trình duyệt web như là Chrome của Google, Firefox, Internet Explorer của Microsoft, hay là Microsoft mà Edge đúng không, Opera và Safari của Apple. Thì cái việc mà chúng ta chọn những cái thiết bị này nó thể hiện cái hành vi và sở thích của người ta, chứ nó cũng không thực sự thể hiện rằng là thu nhập của người ta. Ví dụ như tôi bây giờ tôi chạy
bán khóa học Facebook Marketing của tôi, thì tôi có thể chọn Chrome, đúng không ạ, chọn Safari và chọn cả Microsoft đều được. Thật ra tôi không quan tâm quá là cái chuyện là bạn dùng trình duyệt gì, mà tôi quan tâm đến chuyện là bạn làm nghề nghiệp gì, bạn có tiền để đi học chương trình của tôi hay không. Thí dụ chương trình của tôi 50 triệu thì rõ ràng là rất là khó học, nhưng chương trình của tôi 2 triệu thì rất là dễ học, và chương trình của tôi 10 triệu thì bắt đầu khó hơn một chút, kiểu kiểu như thế. Đó, tiếp tục, đúng không ạ, chúng ta sẽ thấy là các bạn có thể lựa chọn, đây chính là các cái operating system view, nó gần giống với cái phần bên trên, và dành cho Win 10 là riêng. Còn ở đây chúng ta nhìn thấy là cái operating system view này là nó đầy đủ hơn, đúng không, nó có phân ra là 7, 8 Vista và XP và macOS. Thì cái này rất là quan trọng, thì tôi sẽ dừng lại tôi phân tích cho các bạn. Đây nó là một cái hành vi kỹ thuật số mà được thể hiện cái gọi là cái thu nhập của người dùng rất là nhiều. Thí dụ như bạn bán những cái sản phẩm có giá cao thì bạn nên chọn vào những người mà người ta truy cập Facebook bằng thiết bị Mac. Vâng, thiết bị Mac là cái gì? Ví dụ như là cái máy tính MacBook màu bạc ấy, mà có cái hình quả táo sáng sáng ấy. Đấy, thí dụ như thầy Văn Anh là dùng cái máy này. Thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta dựa trên số lớn người dùng, 1.000 người, 100.000 người, hoặc thậm chí 1 triệu người dùng Mac OS X thì sẽ phải có thu nhập tốt hơn 1 triệu người dùng hệ điều hành Windows, hoặc là Windows XP, hoặc là Windows 7. Rõ ràng là mua một cái máy tính MacBook giá của nó khoảng 30 triệu trở lên, thậm chí có những cái 6-70 triệu, so với một cái máy tính Windows nó chỉ khoảng 15-20 triệu, thì rõ ràng là họ có một cái sự chênh lệch đáng kể về thu nhập. Đó, thì ý tôi là như vậy, chứ không phải là cái chuyện là bây giờ bạn đừng có so sánh. Như là ông sếp bạn có 100 tỷ trong tay nhưng mà ông ta vẫn dùng cái máy tính bùi bắp, thì bạn đừng so sánh theo cách như vậy, mà bạn so sánh theo số lớn, theo quy luật bình quân nhé. Rồi, Mac OS X, Serena, Mac đó, sau đó đến Win 8, Win 7, Win XP, Win Vista, càng các Win thấp thì càng thể hiện rằng là người ta có những cái thiết bị rất là kém, và nó ảnh hưởng đến cái hành vi mua của người ta. Đó, tiếp tục đến cái phần là gì ạ? Email domain, tức là gì? Ở đây tức là cái mà email bạn đăng nhập bằng Facebook là cái loại email gì. Thí dụ như là có AOL là một cái hãng email của Mỹ, đúng không? Apple Email User rất là hay. Apple Email User là các bạn đang nhắm tới những người xài iPhone, cũng rất là ok. Hay là Gmail User, các bạn chọn đến những người dùng Gmail, Hotmail, rồi MSN, Yahoo, vân vân. Thì tôi đánh giá là cái việc mà chọn cái email domain này thì thật ra nó không có ý nghĩa lắm về mặt bán hàng và marketing. Nó cho mình nhắm chọn thật, nhưng mà thật ra tôi thấy nó cái sự phân biệt không đáng kể. Hầu hết mọi người đều dùng Gmail, người giàu và người nghèo cũng như vậy, sinh viên và doanh nghiệp cũng như vậy, đúng không ạ, chính trị gia và nông dân cũng như vậy, bởi vì đấy là những cái free mail mà chúng ta sử dụng rất là nhiều. Thế thì có một cái duy nhất là tôi thấy có vẻ khác biệt một chút, đấy chính là Apple Email User, tức là những người ta sử dụng cái email của Apple dạng iCloud, thì đấy là cái mà các bạn có thể suy nghĩ. Chứ còn bình thường thì tôi thấy không có sự phân biệt. Rồi, tiếp tục Small Business Owner, tức là những cái chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Small Business Owner, thế ai là Small Business Owner? Trong trường hợp này là thầy Phan Anh là Small Business Owner, hoặc là các bạn, đúng không ạ? Các bạn là cô chủ nhỏ quán trà đá, rồi cậu chủ nhỏ quán cà phê, giám đốc công ty X, rồi thì giám đốc công ty Y, rồi thì chủ spa, rồi thì chủ quán salon cắt tóc, vân vân, kiểu như thế. Đấy gọi là Small Business Owner. Là nào họ biết được thì chúng ta khai trên Facebook, chúng ta là giám đốc của công ty X, chúng ta là sáng lập của quán cà phê Y, thì nó chính là cái này nhá. Có nên chọn không ạ? Có nên chọn không? Chắc chắn là có rồi, đúng không? Những người làm kinh doanh thì người ta có vẻ như là người ta sẽ có thu nhập tốt hơn. Đấy, thì hãy suy nghĩ theo hướng như vậy. Tiếp tục là Technology Early Adopters, tức là cái gì? Đây là những người mà người ta thường có xu hướng là sử dụng các cái thiết bị di động và các phần mềm, phần cứng mang tính chất tiên phong. Đây là những cái người mà người ta có xu hướng, ví dụ như người ta dùng MacBook, người ta có thể đổi Mac 2005 lên 2017, 2019, 20, iPhone từ 6, 7, 8, 9, 10, 11, kiểu như thế. Thì có vẻ những người này người ta thích thử nghiệm những công nghệ mới,
thì cái hành vi này cũng được Facebook ghi lại, thì các bạn cũng có thể lựa chọn những cái hành vi này cũng rất là tốt đó. Tiếp tục, sau hết cái phần tôi vừa hướng dẫn cho các bạn là cái phần gọi là digital activities, tức là những cái hành vi liên quan đến kỹ thuật số, các bạn nhìn thấy ở đây thì chúng ta còn rất là nhiều hành vi nữa, như là hành vi expat đúng không ạ, thì hành vi này cũng khá là khó. Đây là cái đối tượng mà ngoại kiều mà chúng ta cũng rất là khó để nhắm chọn. Một cái hành vi mà tôi nghĩ rằng là cực kỳ quan trọng song hành với digital activities đó chính là mobile device user. Mobile device user tức là gì? Người dùng thiết bị di động, và cái này nó cho phép chúng ta đang nhắm chọn đến những người đang chơi Facebook trên thiết bị di động nào. Cái này nó rất là quan trọng vì nó thể hiện được là cái người dùng này có thu nhập tốt hay không, tuổi tác như thế nào. Đấy, thí dụ đây, mobile device and brand, tức là tất cả các thương hiệu. Thì chúng ta vào đây chúng ta có thể chọn này, có thể điện thoại của Amazon, điện thoại của Apple, BlackBerry, HTC Android, Motorola Android đúng không ạ? Samsung Android, Sony Android, LG Android, Google, HTC, LG vân vân. Rồi Alcatel, rất nhiều các hãng, Huawei, Oppo, Techno, Vivo, ZTE, Samsung, Sony. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ai đang vào Facebook bằng phần mềm của Facebook trên thiết bị phần cứng nào. Ví dụ trong trường hợp này thầy Phan Anh đang dùng Apple thì chúng ta sẽ chọn đúng không ạ? Và trong Apple này chúng ta có thể nhìn thấy nó cũng có rất là nhiều các cái phiên bản khác nhau. Đấy. Từ iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max đúng không ạ? iPad thì từ 1, 2, 3, 4. Rồi đây, đây iPhone 6, 6S, 7, 7S, 7S Plus, 7S E vân vân. Và tương lai nữa nó có thể là iPhone 11 vừa mới ra đúng không ạ? Ok. Thì cái này, cái chuyện là mình chọn iPhone nào nó thể hiện vào việc là sản phẩm mình bán cho ai, khách hàng của mình là ai, họ giàu có, họ già, họ trẻ trung đúng không? Thí dụ như là cái nhóm đối tượng tôi chẳng hạn, như là các bạn mà chạy đến nhóm đối tượng là nữ hoặc nam mà xài cứ toàn iPhone 9, 10, 11 trở lên. Đấy, đặc biệt là những cái đời rất mới thì thể hiện rằng họ là những người mà thích tiêu dùng và họ có thu nhập tốt, thì các bạn nên chọn. Thế nhưng bạn bán đồ rẻ thì cũng không nên chọn những người như thế này. Đấy, ý nghĩa của tôi là tôi phân biệt về mặt thu nhập, phân biệt về mặt cái hành vi mua. Tương tự như thế, bạn có thể chọn đến các thiết bị phổ biến ở Việt Nam như là LG, HTC hoặc là Samsung. Ở đây tôi có thể sử dụng Samsung cho các bạn. Đấy, Samsung Android, hoặc là các bạn có thể vào từng phiên bản Samsung như thế này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Note 2, Grand 2, Note 3, Note 4, Note 5, Note 7, Note 8. Đấy, S4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi 9 cộng, Tab 1, 2, 3, 4, Pro S. Đấy là gồm có thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng. Tương tự như thế, bạn chọn đúng không ạ? Thiết bị đời thấp cho những sản phẩm giá thấp, thiết bị đời cao hơn cho những sản phẩm giá cao, và thiết bị càng xịn thì giá càng cao. Đấy là quan điểm của tôi. Các bạn thử nên áp dụng nha. Các bạn không nên chọn tất mà các bạn nên phân loại nó ra. Đấy là lý do tại sao tôi luôn luôn nói là bạn phải vẽ chân dung khách hàng, xem là tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi, sử dụng thiết bị di động nào, và sử dụng máy tính như thế nào, vào lúc mấy giờ, thường thích chương trình gì, rồi cách thức mua sắm ra sao, rất là quan trọng. Nó sẽ giúp các bạn nhắm chính xác hay không. Đấy, ngoài ra thì có Oppo, Vivo, Xiaomi thì rõ ràng cái nhóm này là cái dòng sản phẩm nó giá nó thấp hơn và nó hướng tới những cái khách hàng trẻ. Thế thì ví dụ như bạn bán những cái sản phẩm mà rẻ mà dành cho đối tượng trẻ thì bạn có thể cân nhắc nhắm chọn vào cái đối tượng này. Ok. Rồi, ngoài ra thì các bạn có thể thấy có thể chọn theo hệ điều hành như là Android, như là Apple iOS, như là Windows Phone. Chúng ta cũng có thể chọn là Android có hỗ trợ 360 độ hoặc là không hỗ trợ 360 độ. Có thể chọn tất cả những cái thiết bị, chúng ta không có sự phân biệt. All mobile device nếu chúng ta muốn chạy rộng đúng không ạ? Rồi, chúng ta cũng có thể chọn tablet, tức là toàn bộ những cái người mà sử dụng cái gì ạ, liên quan đến máy tính bảng. Đấy, thậm chí chúng ta cũng có thể chọn được cả cái phần là cái mạng kết nối. Ví dụ như trong trường hợp này tôi đang kết nối bằng wifi thì bạn có thể kết nối 2, 3G, 4G wifi. Nếu như mà bạn chỉ chọn wifi thì những người kết nối bằng 2G, 3G, 4G người ta sẽ không được xem quảng cáo. Và tất nhiên các bạn không nên làm như vậy đúng không? Trừ cái chuyện là các bạn cài
cài đặt phần mềm hay cái gì đó yêu cầu bắt buộc. Thì tôi khuyên là các bạn nên chọn 3G, 4G và cả Wi-Fi, bỏ 2G đi. 2G rất là chậm. Ok. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thấy còn gì ạ? New smartphone, những người sử dụng mới, đúng không ạ? Những người sử dụng điện thoại mới hoặc là gì ạ? Đây ạ. OnePlus là một cái thiết bị gì đó. Rồi, thế trong cái mục này tôi nhắc lại, trong mục này điều quan trọng nhất là các bạn phải xét được cái gọi là hành vi sử dụng thiết bị điện thoại di động. Đây là một hành vi rất quan trọng, bởi vì như tôi nói là hiện nay khoảng trên 80% truy cập vào quảng cáo của các bạn là đến từ điện thoại di động. Vì vậy cái việc nhắm chọn là điện thoại di động nào thì được xem quảng cáo là rất quan trọng, bởi vì chúng ta đang loại ra những cái đối tượng khách hàng mà chúng ta cho rằng là sẽ không phù hợp, sẽ không chuyển đổi thành người mua của chúng ta. Ok. Rồi, trong phần behavior tôi nhắc lại, đó có hai cái nhóm rất là quan trọng, đấy là digital activity hay còn gọi là hoạt động số, và nhóm thứ hai là nhóm mobile device user, tức là cái nhóm sử dụng thiết bị di động rất là quan trọng. Có một cái tiêu chí nữa các bạn có thể chọn được, đấy là mobile device user và use time, tức là cái thời gian sử dụng cái thiết bị này. Nhưng mà điều đáng tiếc là họ chỉ thống kê đến 24 tháng. Nếu họ thống kê được nhiều hơn thì chúng ta sẽ thể hiện được cái sự phân cấp. Ví dụ như là các bạn biết là tôi sử dụng smartphone bây giờ 10 năm nay rồi, thì bây giờ nếu mà 2 năm thì không thể hiện được là cái khả năng chi tiêu của khách hàng, đúng không ạ? Đấy, các bạn nhớ rằng là 15 năm trước những người sử dụng điện thoại di động nó sẽ khác với cái chuyện là 10 năm sau người ta mới sử dụng điện thoại. Bởi vì từ cái thời điểm đó họ đã có thể là có những cái thu nhập rất là tốt rồi. 15 năm trước các bạn nhìn thấy điện thoại di động nó vô cùng hiếm, nó chỉ có máy gửi tin nhắn thôi. Ok, tiếp tục. Rồi, đây ạ, more category, đúng không ạ? Tức là thêm những cái hạng mục mới. Interest upcoming events, tức là họ quan tâm đến những cái sự kiện sắp diễn ra, đúng không? Hoặc là các nhà phát triển API dành cho những cái người mà người ta phát triển các app. Rồi, cái này có vẻ không liên quan đến mình lắm khi mà mình bán sản phẩm và hàng hóa thông thường. Tiếp tục, đúng không? Tiếp tục là chúng ta có thể chọn đến cái phần là đa văn hóa, thì cái này cũng không liên quan đến Việt Nam lắm, các bạn chạy quốc tế thôi. Hoặc là politics, tức là cái phần chính trị, cái này cũng chỉ dành cho thị trường Mỹ, tức là nếu các bạn bán hàng sang thị trường Mỹ hoặc các bạn tại Mỹ các bạn chạy quảng cáo thì ok. Rồi tiếp tục, rồi những cái phần là purchase behavior là cái hành vi mua, họ có cho phép mình nhắm chọn đến cái gọi là engaged shoppers, tức là những cái người mà đã mua hàng, đã tương tác mua hàng. Thì cái phần này tôi nghĩ cũng nên nhắm, bởi vì có vẻ như là họ đang đẩy đến những người mà người ta có xu hướng mua hàng. Thì cái tiêu chí này các bạn nên nhắm nhá. Vâng, engaged shoppers, tức là những người đã tương tác mua hàng trong tiếng Việt. Rồi, thế còn ngoài ra thì cái tháng Ramanda thì dành cho những người đạo hồi, mình không liên quan. Soccer, tức là cái phần liên quan đến cái chuyện là các cái môn thể thao như là môn bóng đá. Vâng. Và hành vi travel tức là hành vi du lịch, là một hành vi cũng rất là quan trọng. Đấy, rất là quan trọng, bởi vì nó thể hiện là bạn có thu nhập hay không rất là nhiều. Thí dụ như là các bạn có thể chọn đến cái phần là frequent international travelers, tức là gì? Những người thường xuyên đi du lịch quốc tế. Travelers là người đi du lịch. Nếu mà các bạn xem bản tiếng Việt nó sẽ là như vậy. Và cái thứ tự của nó có thể sẽ khác nhau một chút, không sao cả. Quan trọng là bạn hiểu tôi đang nói gì nhá. Và frequent international traveler, những người thường xuyên đi du lịch quốc tế. Và Facebook cho phép nhắm chọn là những người đi du lịch quốc tế trong khoảng 6 tháng gần đây. Tức là sao? Vào tháng 3 dương lịch, thầy Phan Anh đi du lịch ở Mỹ và vẫn trong 6 tháng. Đó, thế thì mình có nên nhắm đến người này không? Câu trả lời là có. Nếu bạn bán tour du lịch, đúng không? Nếu bạn bán bất động sản, nếu bạn bán xe hơi, nếu bạn bán iPhone 11, 12, nếu bạn bán MacBook, nếu bạn bán những cái sản phẩm đắt tiền như là áo Lacoste hay là Burberry hay là Gucci. Ok, các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Đây này, tôi đang nói về cái sự phân cấp thu nhập. Thì trong cái phần hành vi tôi luôn luôn đề cao cái chuyện là các hành vi thể hiện người đó có thu nhập phù hợp với sản phẩm và dịch vụ mình đang bán hay không. Tương tự như thế, đúng không ạ? Return from travel 1 week ago, tức là gì? Mới quay trở lại Việt Nam được khoảng 1 tuần. Đấy. Và return from travels 2 weeks ago, tức là mới đi du lịch về được 2 tuần. Thì mình cũng có thể chọn. Nhưng mà thằng mà tôi thấy phê nhất, đấy là thằng international travelers.
Thế còn cái thằng mà frequent traveler thì vẫn bình thường, người thường xuyên du lịch thì họ có thể là đi công tác Hà Nội Sài Gòn, Hà Nội Sài Gòn, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng vân vân, thì chưa thể hiện nhiều cái chuyện là họ có thu nhập lắm, nhưng cũng ok đấy. Thì các bạn nên chọn cái nhóm này. Như vậy trong cái phần behavior hay còn gọi là phần hành vi, tôi kết luận lại, thứ nhất là các bạn cần phải quan tâm đến nó một cách sâu sắc và hiểu rõ cái cách thức nhắm chọn. Đấy, có bốn cái nhóm, tất cả đây đều có ích nhé, nhưng mà có bốn cái nhóm mà tôi nghĩ rằng là các bạn cần phải quan tâm nhất, đúng không? Nhóm thứ nhất là nhóm digital activity như tôi vừa nói đó, tôi đã hướng dẫn. Nhóm thứ hai là nhóm mobile device user, tôi đã hướng dẫn, đúng không? Đấy. Nhóm thứ ba là purchase behavior, tức là những người có hành vi mua hàng tương tác, và cuối cùng là traveler, tức là những người đi du lịch. Đấy. Và từng cái đấy tôi đã hướng dẫn kỹ rồi. Nếu các bạn vẫn chưa hiểu hoặc là chưa làm được hoặc là chưa hình dung ra thì các bạn cứ liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp nha. Địa chỉ email tôi cung cấp cho các bạn luôn: phananhonline@gmail.com, website phananhonline.com và pamarketing.vn, facebook.com/phananhonline, hoặc là cứ tìm cái từ Phan Anh Online là nickname của tôi. Số điện thoại thì 0989 623888, cứ gọi là tôi sẽ nghe máy của các bạn, ok? Hoặc là nếu mà gọi không được vì tôi bận này, tôi quay video này, tôi đi dạy này, tôi ở giảng đường này vân vân, hay tôi đi tư vấn cho khách hàng, thì các bạn có thể liên hệ với tôi sau bằng cách gửi tin nhắn nhá. Rồi, thì chúng ta sẽ tạm nghỉ cái bài học này và chúng ta sẽ chuyển sang bài học tiếp theo, vẫn nằm trong phần này bởi vì nó hơi dài, được không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.